Vâng, xin chào anh chị, tôi lại Tuấn đây. Thì hôm nay quay trở lại kênh của Tuấn TV. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm mới của hãng Sadamonic mới ra. Mình thấy nó rất là hay và có rất là nhiều màn hình cũng như rất là nhiều ưu việt. Đó chính là trên tay mình có sản phẩm Berlin 900B2, gồm có một mic thu và hai mic phát. Con này nó sẽ rất là riêng, lợi ích của nó sẽ khỏe hơn các con trước là khoảng cách từ 200m và khoảng cách xa đến 200m. Với cái thứ hai là nó có 3 màn hình. Nó có 3 màn hình nhá, chứ không phải một số hãng trên thị trường là có chỉ là duy nhất con thu có màn hình. Con này là 3 màn hình, thu phát đều có. Nên cái việc mà chúng ta nhìn vạch hiển thị pin cũng như là vạch sóng hay là cái việc âm lượng mic như này rất là tốt. Với cái thứ hai là ngoài ra ấy, nó cũng có cái là để chúng ta có thể kết nối trực tiếp, tức là cắm trực tiếp cái dây, ví dụ iPhone, nó có rắc chuyển từ iPhone cắm thẳng vào mic 3.5 mic luôn, sẽ không phải qua một cái rắc chuyển nào khác đó nữa. Lên thì chúng ta rất tiện lợi trong việc khi sử dụng, không phải tốn thêm chi phí, không phải tốn thêm tiền, không phải tốn thêm đồ cắm click cũng như là không phải rất là thuận tiện trong việc sử dụng. Thì con này mình thấy âm thanh càng ngày nó được cải thiện, sang Sadamonic cải thiện rất là nhiều, âm thanh nó trở nên rất là ấm. Hồi trước nó stereo nhiều thì bây giờ đã rất là ấm rồi. Con này nó tích hợp được 3 băng tần nên nó rất là khỏe, 80 đến 120Hz và 160Hz đấy. Thì nó băng tần này nó rất là khỏe. Tại sao nó bắt được 200m? Do băng tần nó khỏe. Hay băng tần nó khỏe thì dẫn đến công suất và phát của nó lớn, thì nó sẽ được phát được xa. Và mình thấy con này rất tiện dụng, ở nhiều chỗ là có thể rất là nhiều rắc cắm bố trí. Thì mình sẽ làm thêm một cái video mở hộp ra anh em xem nhé. Để trên tay mình đây, 2.4GHz, tức 3 băng tần và vẫn là rắc lối, nhưng mà nó bớt các cái rắc. Anh em đón xem ở các video sau nhé. Nếu mà có cái câu hỏi nào hay là muốn hỏi thêm về con Berlin 900 của Sadamonic mới ra này thì hãy comment ở dưới để mình thêm trả lời anh em. Tạm biệt anh em.